cơ sở gỗ Tô Cá. Và kính chào các bác nhé. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại đây là khu gì chú? Khu 8 à, chú Tuyến nhỉ? Chú Tuyến nhỉ? Gia đình nhà chú Tuyến tại khu 8 xã Phù Ninh quý vị nhé. Còn bên cơ sở gỗ Tùng 8 là đến là bàn giao là cho gia đình nhà chú Tuyến đây một bộ bàn ghế phòng khách này, một sập ngồi án gian là một giường bên là cơ sở đang lắp đặt ở phía trong kia. Đây có quyển sách ở dưới gầm. Đây là một chiếc sập 1m8 x 2m2 quý vị nhé. Ở bên trong này là bộ án gian này bằng chất liệu gỗ mít và bao gồm đài nến rồi khung ảnh. Đấy, bên cạnh này là bộ ghế rổi chun cột 14. Đấy. Đấy, đây là bên này là chú Tuyến đây. Đấy quý vị này. Đấy. À, bộ rổi cột 14 quý vị nhé. Đấy, chọn vân chun. Chọn vân chun rất đẹp, rất là bóng đây. Đây bên cơ sở vừa bàn giao xong. Ok. Để đi đây. Ok nhá. Quý vị là có nhu cầu thì tham khảo nhá. Này mình có cái rẻ sạch lau hộ cho bọn cháu phát nhá. Không nó bụi các. Ok chú. Thôi bàn giao chú ok chứ chú. Được kìa. Ok rồi. Rồi. Cảm ơn nhá.